Chào mừng quý vị đến với thương hiệu nghìn tỷ chết tay. Thí sinh. Em chào các chép ạ. Chào em. Chào em. Em xin 5 phút. Alo. Đến rồi à? Chép ơi. Em đặt ship tí đồ lên đây để em trình bày dự án, chép cho mượn trăm em gửi tận ship ấy. Trăm à? Vâng. Còn đúng trăm. Chép ơi. Hả? Chép Phạm bảo đưa cho chép trăm. 100 á? Dạ 100. Này. Vâng. Alo. 100. Trăm làm gì? Trăm. Rồi, đây rồi. Rồi, đứng đây, đứng. Rồi. Đây. Này. Đang ghi hình ông vay tôi trăm làm gì đấy? Đó, tôi vừa đưa nó 100 mà. Tôi cũng vừa đưa cho thằng cu 100 bảo là cho ông mà. Đâu? Ok. Tôi đưa 100 cho nó. Nó vừa lấy tôi 100 mà. Nó lấy mỗi người 100 làm cái gì nhỉ? Welcome to Fishy Capsule. Chào em. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em là David Trung. Em là founder của cái dự án Happy Share. Này. Em có thể nói một cái cách rất bình thường được không? Bởi vì cái vốn tiếng Việt đó của em nó bị nhỏ. Bé. Không phong phú. Không phong phú. Em là thí sinh hả? Đúng. Thế cái người vừa nãy là nào? Đó là một cái phần đầu nhỏ xíu ở trong cái My Project. Phần đầu của project của em. Yes. Phần đầu mà đã vào làm mỗi chép 100. Vừa đi. 100 thì rất nhỏ xíu, không xứng đáng gì với cái tầm vĩ đại của những chép. Cái project của em sắp diễn giải ở đây, nó còn terrible. Nó còn kinh. Kinh hơn. Kinh, ok. Thế thì vậy thì xin mời em trình bày cái project please invest capital của em. Em lưu ý cho anh cái future market. Tập trung sâu vào cái đấy. Cái future market. Em biết tiếng Anh mà, đúng không? Future. Phi trường. Không, future. Future tức là cái thị trường tương lai, cái khả năng mở rộng của nó và khả năng thu hồi vốn của các chép ở đây. Về khả năng mở rộng thì cái dự án Happy Share sẽ có những cái bạn nhân viên kinh doanh như khi nãy á, sẽ giả vờ quên tiền hoặc giả vờ alo rồi sẽ mượn borrow money, mượn đấy. Của một người 100 rất nhỏ bé, rất dễ cho mượn. Rồi vì sau đó thì tất nhiên not back. Yes, là không có hoàn lại. Và chỉ mất một phút cho cái điều đó thôi, đúng không? Sau đó thì cái nhân viên kinh doanh đó sẽ di chuyển mất 10 phút để tìm cái đối tượng tiếp theo và làm một cái job mới. Lại 1 phút, lại 100. Và trung bình như vậy 1 giờ đồng hồ đó thì sẽ làm được 6 cái job. Và một nhân viên kinh doanh trung bình đâu đó một ngày sẽ làm khoảng 8 giờ đồng hồ á, thì sẽ làm được 48 cái job, là vay 48 người và not back. Và như vậy là một nhân viên kinh doanh trung bình một ngày đâu đó sẽ doanh thu đó, một người 4.8 triệu. Thì doanh thu của một người là 4.8 triệu. Đúng. 10 người là sẽ là 48. Ông nói bình thường đi. Tôi xin lỗi. 10 người là 48 triệu. Đúng. 100 người là 480 triệu. Đúng. 1.000 người là 4.800 triệu. Thông thường đó, người ta sẽ nói là 4 tỷ 8 cho nó ngắn gọn và smart hơn. Này em ơi, thế là sau mỗi một cái job ấy thì cốt dành cho nhân viên là bao nhiêu? Cốt dành cho nhân viên? Cốt dành cho nhân viên 30%. 30%. Đúng. Thế còn net cho công ty là bao nhiêu? Thì phải biết trừ chứ. Trừ đi thì đâu đó là 70%.
70. Thế cái hiện tại thì cái công ty của em ấy đang có bao nhiêu salesman? Salesman, sale, em biết tiếng Anh mà, đúng không? Simon. Không, salesman. Tức là công ty của em có bao nhiêu nhân viên kinh doanh? À, bởi vì cái công ty em mới start up nên nhỏ bé lắm. Có 10.000 nhân viên. 10.000 salesman trong công ty em. 10.000 thế thì em control nó như nào? Em control, tức là em quản lý những cái người nhân quản viên. Quản lý á? Bằng app. Mình có một cái app Happy Share, rồi ai xin vào thì mở một cái tài khoản rồi sẽ vào đó và làm. Em thế sau mỗi cái job đó, thì nhân viên người ta làm xong có sợ là lost money thất thoát tiền ấy? À! Hiểu, không thể thất thoát được, bởi vì khi mà mỗi đầu tháng mỗi cái người nhân viên đó phải đóng cọc vào 150 triệu rồi. Này, em vừa bảo là một nhân viên kiếm được 4.8 triệu một ngày, đúng, mà em bây giờ là có 10.000 nhân viên thì mỗi ngày đó là doanh thu về 480 tỷ. Ôi. Mỗi tuần, và một tuần mình đâu đó có 3.360 tỷ, mỗi tháng thì đâu đó là 14.400 tỷ, mỗi năm em thì ơi, đâu thôi, đó thôi, là... em ơi dừng. Chép thấy thế nào? Tôi thấy bình thường. Này, nhẩm hộ tôi xem là 14.000 tỷ nó khoảng bao nhiêu tờ 500? Chính xác. Xin phép các chép nhá. Em ra giá cho cổ phần. Kêu gọi 5% cổ phần công ty tương đương với 100 tỷ. 100 tỷ? Xin phép các chép cho tôi chốt deal luôn. Em đòi những 100 tỷ mà chỉ có 5% cổ phần. Tôi đồng ý. Không không, bạn ơi, tôi bảo ấy chung nhỉ. 100 tỷ chỉ 4% thôi. 4% thôi. Ơi này, 200 tỷ cho 2%. Thanh chép. 200 tỷ 2%. Xin phép các chép nhá. Em ra đây với anh, ra đây với anh. Ơi, đừng kéo. Tôi xin phép 300 tỷ, anh chỉ đổi lấy 3% thôi. Không, đồng ý rồi. Từ từ, khoan. Sao lôi kéo thế? Em ngồi đây. Cạnh tranh cho xong phẳng vào. Em ngồi yên đây nhá, anh bảo này. Bây giờ em ngồi vào cái ghế này, tức là em ngồi vào vị trí của anh nhá. Anh không quan trọng. 600 tỷ cho 0.5%, được chưa ạ? Nhá. Ủa? Em, nghe anh này. 700 tỷ cho 0.1%. Này, tôi bỏ tay ra. Này, ông Yên, bỏ ra. Ông làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Tôi làm gì? Tôi nói ông biết nhá. Ông chỉ có mấy cơ sở sản xuất điếu cày, ông có cái vẹo gì? Ông có mỗi cái xưởng dép cao su, ông lên mặt với ai? Cao su thì làm sao hả? Mà tôi nói ông biết nhá, ông chơi kiểu đấy gì? 1.000 tỷ với 0.01%. Bật cái gì? Ông chơi cái gì phá giá thế? Ông chơi kiểu đấy gì? Ông 1.000 tỷ cho 0.0001%, bà còn không? Sao? Ông chỉ là cái thằng làm miến thôi nhá. Ông không được... Đi ra ngoài. Ông làm sao? Không dép cao su thì ông đi kiểu gì? Thế tôi hỏi, ông không có miến thì ông ăn bằng cái gì? Không ăn miến thì thằng này ăn cơm. Không có dép cao su thằng này đi đất. Này, thế không có điếu cày hút bằng niềm tin à? Ôi giời, dạ, không có điếu cày người ta nhịn nhá. Mà tôi nói thật với ông nhá. Vậy ông cứ xuống giá nào tôi giả thấp hơn ông 10%, ông chơi đi. Này, tốt nhất liền đâu. Thằng nào mà xuống tiền trước là thằng ấy thắng, được chưa? Trời, một cuộc gọi là xong rồi. Chuyển khoản tinh tinh kia xong rồi. Không tinh quy. Điện thoại đây đâu rồi? Chung ơi, điện thoại đâu nhỉ? Thoại đâu nhỉ? Chung. Anh bị lừa. Bảo vệ ơi, bảo vệ ơi. Bảo vệ ơi, bảo vệ ơi.